đổi mã số rồi. Xin xe. Làm sao bây giờ? Em ly đi anh. Bên đây nữa. Thôi, tối nay chúng ta làm gì? Vai. Có người trả giá còn cao hơn ông bà, mà tôi vẫn còn do dự vì tôi không muốn phá bỏ cái nguyên tắc trong làm ăn. Cảm ơn anh. Nếu như mọi chuyện trở lại bình thường thì anh yên tâm đi, vợ chồng tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Bình thường hay không còn tùy thuộc vào hai ông bà. Sứ đây còn nhiều công ty xổ số kiến thiết, chứ đâu riêng về công ty xổ số kiến thiết của tôi. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà tôi muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng rừng nào thì cọp đó. Hai ông bà tính hơn thua với bà Năm à? Con mẹ Năm này ghê thiệt. Vừa mới ra tù mà bày đặt chứng tỏ. Bây giờ tôi cũng nói thiệt cho anh biết luôn, là bà Năm á đã được một đại gia Sài Gòn giúp đỡ. Nhưng bà đừng có quên, vừa mới ra tù mà ngựa quen đường cũ thì coi chừng. Tôi cũng đã chuẩn bị tư thế rồi. Nếu tôi có ngã ngựa thì tôi không ngã ngựa một mình đâu. Bà hâm dọa tôi hả? Đó không phải là hâm dọa, mà là luật. Mày biết gì mà nói? Cái thằng con bu. Tôi cảnh cáo ông, không hồn thì ông cứ làm theo lời ba má tôi. Lúc đó đôi bên cùng có lợi. Và đây sẽ là ly rượu mừng cho ông. Còn nếu không, mày làm gì tao? Hả? Vũ. Ông nói tôi là con buôn. Đúng, tôi là dân buôn lậu. Nhưng ít ra tôi có liêm sỉ hơn ông nhiều. Bởi vì khi đi buôn tôi có sức vốn. Còn ông, liệu khi đi buôn ông có sức ra đồng vốn nào phải không? Ông lợi dụng danh nghĩa xổ số kiến thiết, móc nối các quyền đề, là mất đi ý nghĩa đẹp đẽ của nó. Nếu như chuyện này nhà nước biết được, liệu ông có sống sót nổi hay không? Ăn đi. Ăn đi. Ông muốn ăn mấy thứ này lắm chứ gì? Hai mày ra. Hai ra. Ăn đi, ăn cho ngập cổ đi. Liệu hồn ông đó.
ngờ thằng Vũ nó dám hành động như vậy. Ông sợ cái gì? Mình phải dằn mặt cái thằng ăn cháo đá bát đó. Gì nữa? Nhưng liệu nó trả thù thì sao? Trả thù hả? Trước hết nó phải lo giữ cái thân và cái chỗ làm của nó. Không dạy gì nó làm lớn chuyện đâu. Chuyện trước mắt của tôi với ông bây giờ là phải lo đối phó với con mẹ Năm. Con mẹ này nhiều chiêu lắm. Giờ đang ở trên ghe đợi ca tài tử nhà hàng ghen xong nè. Anh rảnh ghé chơi với tụi tôi nha. Rồi mình bàn công chuyện làm ăn luôn. Làm ăn hả? Để bữa khác đi. Hôm nay tao no rồi. Dạ em chào anh. Dạ thưa anh, tới giờ này thì bọn chúng vẫn chưa chịu khai. Dạ. Dạ hiện giờ thì em cũng cho người bí mật thu thập thông tin về tên Mong Ánh. Dạ hắn có vũ khí. Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Dạ dạ, chiều nay em sẽ cho người áp tải hết bọn chúng về huyện. Dạ dạ dạ, em chào anh ạ. Đang ở khách sạn, chỗ cũ của tụi mình. Có cần tiền không em? Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Chừng nào anh tới đưa em đi hả Miu? Anh còn tôi xếp một số gì, cứ em ở đó, không được mở điện thoại, không liên lạc với anh nữa. Em biết rồi mà cưng. Trước khi tắt máy, em nhắn cho anh biết số điện thoại này của khách sạn bên nữa nha. Chi vậy? Nơi nào? Campuchia. Má. Má ăn đi má. Ăn xong rồi hai đàn chở má ra thị xã. Con có muốn mua cái gì không? Dạ thôi khỏi má. À, má coi mua giùm con cái USB với lại cái đĩa diệt virus. Chắc là má mua cái này cho con không được à. Tại vì má không biết nó bán ở đâu hết á. Con quên. Má yên tâm đi, con mua được mà. Đáng lẽ ra má con mình đi từ sáng, nhưng mà ngày hôm nay có việc tiếp mấy ông Hoa Kỳ cho nên... Không sao đâu má. Lần này má đích thân đi tìm con Lan. Nếu lát nữa lên thì xã không gặp, chắc má con mình phải đi Đồng Tháp một chuyến. Lên tới thị xã cũng gần chiều rồi, con chỉ sợ má qua Đồng Tháp không kịp đâu. Hãy để ngày mai con với hai đơn đi. Không sao đâu, má tính được mà. Thôi, ăn cơm đi.
Anh gửi. Có chuyện gì không? Thôi, giờ hai người đứng nói chuyện đi. Em bây giờ rút ạ. Ủa, sao vậy? Chuyện không có nói nhiều đâu, mình về liền mà. Thì cứ để cho nó đi đi. Sẽ có chuyện này muốn bàn với Tầm Gửi. Nói nhanh đi, Tầm Gửi bận lắm. Giữa đường sao nói. Sao nghe điện thoại vậy? Đang nói chuyện với Tầm Gửi. Sẽ không muốn làm bất cứ chuyện gì khác. Thảo. Sao? Chuyện gì? Sẽ nói đi. Tối nay 7 giờ Sẽ muốn mời Tầm Gửi đi uống nước. Tối nay tôi bận chấm bài rồi, không đi được đâu. Một lần này thôi, tôi không dám làm phiền Tầm Gửi nữa đâu. À... 7 giờ ở quán cà phê gần trường học. 7:30 Tầm Gửi có thể về. Tôi chưa thấy ai nhộng. Dài như đĩa, lì như trâu, xấu bụng như ma. Ta không đi thôi, năn nỉ hoài. Về đi chị. Đến nhà Tầm Gửi. Chị đợi đó. Đi về đi chị. Đi xe gắn máy không đội nón bảo hiểm bị công an bắt chắc luôn. Đi về chị. Đi. À, anh chạy. Em đói quá rồi. Mày bắn thằng Tự chết chắc chứ. Yên tâm đi, em giải quyết xong hết. Nè, ăn xong là trời tối, mày lội bộ ra đầu kinh. Tao có nhờ ông Nhông để sẵn một chiếc tắc rán ở đó. Anh đi, anh nhìn thấy thì tốt quá. Anh cầu em đi được. Thank you.
nào vẫn khỏe. Con ở trển, đừng có suy nghĩ xa xôi, ráng nhịn nhục chấp nhận số phận. Má đừng lo cho con nhiều. Lúc rồi Dưỡng có làm khó má nữa không? Ừ, cũng thỉnh thoảng. Thôi con đừng có nhắc tới con người đó nữa. Con đi rồi ông cũng hết cớ để hành hạ má. Má, anh Lực bây giờ sao rồi má? Nó khá lắm, làm đau thắng đó à. Ông sao vậy? Có chuyện gì vậy má? Thôi má cúp máy đây. Khi nào nhớ con á má sẽ gọi. Cho má gửi lời thăm cô ba nha. Nhờ cổ mà hai má con mình mới được gặp nhau như vậy nè. Má, má ơi. Có chuyện gì vậy? Ông có sao không? Ông có đi không? Trời ơi, ông sao ông làm gì mình mấy ức em vậy? Sao ông chịu đi thay đồ ngồi đây run dữ? Ông đi ngồi, ông đi ngồi, ông đi ngồi, ông đi ngồi, ông đi ngồi đây. Ông đi ngồi. Ông sao vậy? Đêm nay tâm gửi đẹp quá. Sài hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Lực khỏe không? Khỏe. Dạo này Sài có hay gặp Sen không? Không, đám cưới cô ấy tôi còn không biết nữa mà. Tới giờ phút này mà Sài vẫn không chịu nói thiệt với tôi. Có bao giờ tâm gửi cho Sài cơ hội đâu. Bây giờ không còn thời gian nữa, nên Sài không muốn rộng dài làm gì. Có chuyện gì Sài cứ nói thẳng ra đi. Hầu như
lúc nào sẽ cũng mang về một gia đình, một người vợ khó tính nhưng dễ thương như tầm gửi, một đàn con khỏe mạnh lanh lợi. Sảy có biết tại sao tôi không yêu Sảy không? Biết. Bởi vì tầm gửi yêu rực. Đó chỉ là một phần thôi. Vậy còn lại là gì? Vì Sảy có tính ích kỷ, tham lam. Hồi còn đi học, Sảy là đứa học dở nhất trong bốn đứa. Đôi khi Sảy có cảm giác bị hất hủi, Lực thì mồ côi. Ước gì Sảy cũng được như Lực, để có được một chút gì ưu tiên. Lúc nhỏ có làm gì cũng không bị chê trách, tại sao lúc trưởng thành Sảy không chịu gạn đục khơi trong? Giờ cũng chưa muộn đâu, Sảy làm lại từ đầu đi. Biết đâu ước mơ của Sảy sẽ được trở thành hiện thực. Bắt được. Được Sảy. Chưa yêu ai nhiều như yêu Tập Được. Cảm ơn Tập Được đã cho Sảy một cái hội họp trong diễn đàn của tình yêu. Mẹ ơi, Sảy được nghe cô nói rồi sao? Vậy thì muộn rồi. Rất lâu Sảy mới được gặp lại Tâm Cường. Sảy rất biết ơn Tâm Cường. Cảm ơn Tâm Cường đã cho Sảy một chút niềm tin trong thất bại.
Đồng chí, theo tôi. Là anh đây, mở cửa nhanh. Nhanh lên. Ai vậy? Anh đây, mở cửa. Tiền đâu? Trong vali á. Đưa được bao nhiêu? 10.000 đô với 17 cây. Sao ít vậy? Em đâu có biết. Thì có bao nhiêu em gom hết rồi đó. Trời ơi. Anh Vũ hả? Mày gọi tao có chuyện gì? Thằng Sáu bị bắt rồi. Thằng Mánh, thằng Tử thì chạy thoát. Nhưng vợ? Tụi nó đang bị truy nã, nhưng nó trốn sang được Campuchia. Kệ tụi nó đi. Đồ mấy thằng ăn hại. Chuyến vừa rồi chưa khởi hành đã bị ốp. Cũng may mới khởi hành đi lấy hàng thì bị ốp. Như vậy còn nhẹ, chứ lấy hàng rồi mà bị ốp là tội nặng lắm đó anh. Mày nói gì vậy? Tao không hiểu. Anh tưởng anh làm gì thì tụi tôi không biết à. Thằng Sáu nó bị bắt, nó cài hết rồi. Cái tội buôn lậu thì nhẹ, còn cái tội buôn ma túy á nặng lắm đó. Mày đang đâu vậy? Tôi đang trốn, anh cũng chuẩn bị đi là vừa. Tội này mà nếu bắt được là tử hình đó. Tôi không dạy gì ở đây. Vài bữa nữa tôi sẽ trốn sang Campuchia. Nếu mà anh thu xếp được á thì cứ điện thoại cho tôi. Gom hết đồ ra vô.
Nhanh lên em ơi. Đi đâu vậy? Đừng có hỏi nữa, nhanh lên đi. Còn đi đâu vậy cậu Vũ? Đừng có hỏi nữa, đóng cửa đi. Đi đâu vậy cô Sen? Em cũng không biết nữa. Súng hả? Tôi đây. Không biết cậu Vũ dẫn cô Sen đi đâu mà giờ này y như là chị trốn vậy. Tài Sơn bày trên nghe. Chị Niềm má đi đám giỗ á, rảnh rang rồi. Má cứ bển thăm bà con vài bữa đi rồi về. Không được, má còn nhiều việc lắm. Dạ. Thấy đợt. Dạ. Con vô dắt xe ra đi. Má con mình đi xe gắn máy tới thị xã, rồi gửi xe ở nhà chú Bách á. Xong rồi mình đi xe tốc hành cho nó lẹ, tiện, hỏi sợ mưa nắng gì hết. Dạ. Đi. Anh Lực, em đi nghe. Ừ. Dạ. Má con có nhà không? Dạ má con mới đi đám giỗ bên Vĩnh Long đó gì. Lực ơi, con Sen sắp có chuyện rồi. Ừ. Sao dì biết? Sen có chuyện gì? Đêm qua có người gọi điện báo cho dì biết. Vợ chồng nó hối hả đi đâu gấp lắm. Mày muốn biết á, mày hỏi thằng Sậy á. Bởi vì nói với lại thằng Vũ á là một cặp bài trùng đó. Đi đi. Còn chuyện này nữa hả? Ông Nhông á, lúc này ông kỳ lắm. Ông á suốt ngày chơi ở trong buồng à, không có chịu đi đâu hết á. Gì kỳ vậy? Hai dì coi nhà giùm con chạy lên ủy ban gặp chú Tùng. Không được, dì phải về nhà dì tháo cái đìa để chiều nay tao tới tao coi cá. Hẹn với ông Bách 2-3 ngày rồi mới được đó. Dì về, thôi tôi về trước nha. Ừ, chị về. Dì coi nhà giùm con chút nha, con về liền. Ừ. Đi ha anh. Bụng hoài. Vậy đi. Đi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Anh đã bụng quá rồi.
dành tiền á mua cho anh hai bộ đồ với một cái ba lô luôn. Anh đi đi, em buồn ngủ lắm. Dậy đi. Đi lại lên. Alo. Ai vậy? Tao sậy đây. Mày khỏe không? Khỏe. Có chuyện gì mày nói đại đi sậy. Từ từ, làm gì mà nóng dữ vậy? Bạn bè tao nói thiệt với mày, tao biết mày còn yêu con xe nhiều lắm đúng không? Này, tao muốn giúp mày đạt được ước nguyện. Mày với thằng Vũ dắt xe đi đâu? Công nhận mày cũng thính tài thiệt đó. Chuyện mới đây mà mày đã biết rồi. Xe mà có mệnh hệ nào, tao không nhịn bộ mày đâu. Công nhận con xe nó đã có chồng rồi mà mày yêu nó dữ vậy hả Lực? Thôi, tao thấy mày yêu nó nhiều quá nên tao cũng không nỡ chia cách. Bây giờ tao nói chuyện này cho mày nghe. Nhưng mày hứa với tao á, là chuyện này chỉ có tao với mày biết, không có người thứ ba biết. Được, mày nói đi, mày ra giá luôn. Công nhận mày thông minh thiệt đó. Hèn chi lúc còn đi học, tao nhớ năm nào mày cũng là học sinh tiên tiến. Giờ tao nói thẳng cho mày biết, thằng cha Vũ đang bị công an truy nã, y lên kế hoạch sẽ trốn sang Campuchia. Tất nhiên là có Sen đi cùng rồi. Tao biết con Sen nó có sống với thằng cha Vũ ở đâu á, thì suốt đời này nó vẫn nhớ tới mày. Cho nên trong cơn nguy biến này, tao có thảo luận với thằng cha là trả lại con Sen cho mày đi. Giá bao nhiêu? Mày thông minh thế, 50.000 đô. Mắc quá phải không? Thôi, bạn bè, tao bớt mày 30.000 thôi. Nếu mày chấp nhận á, thì khi nào tao gọi điện, mày phải mang tiền mặt ra cho tao. Địa điểm? Chưa biết. Nhưng mà nhớ chuyện này không được nói cho bất cứ ai biết. Nếu mọi người biết được chuyện này, tao không đảm bảo được tính mạng của con Sen đâu. Mày đang suy nghĩ à? Nghe nói lúc này mày trúng cá đậm lắm phải không? 30.000 đô có thấm tháp gì với mày đâu. Được, tao chấp nhận. Tốt. Vậy mới gọi là bạn bè chứ. Tao sẽ gọi lại cho mày rồi thông báo địa điểm sau. Chúc mày tối nay có một giấc mơ thật đẹp. Mua trái cây đi chị. Cái này nhiêu ký vậy chị? Dạ mãng cầu 35.000 ký. Dạ. Dạ chị lựa bỏ đây nè. Dạ lấy 1 ký nha chị. Dạ của chị nè. Tiền này 45.000. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chị nha. À, chị ơi cho hỏi chị có thấy cô gái trong hình này không chị? Dạ không thấy. Dạ cảm ơn. Không có gì. Thôi đi qua kia. Gì? Dì gọi cho Sen hả? Ừ, mà dì gọi không được. Dì à? Hử? Con muốn gặp Dương. Dương. Kìa. Dương. Dương à. Dương sai rồi. Con hãy cứu Dương. Dương sai rồi. Con hãy cứu Dương được.
Dượng à, hiện giờ con cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tốt nhất á là Dượng nên báo cho công an biết đi. Ừ. Không, thằng Sĩ nó sẽ giết Dượng. Không, nó ác lắm. Không, không, không. Dượng à, Sĩ, đồ ăn của anh nè. Bánh mì nữa đi má. Trà đá đi, trà đá đi. Mình làm em tờ giấy số đi anh. Anh trà đá đi. Giúp giùm em tờ đi anh. Mua giùm em tờ đi anh. Bắp luộc đây, bắp luộc đây. Ai mua bắp luộc đây? Lên. Trời. Lên. 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 Má không sao không má? Má không sao. Con đuổi được nó mau lên. Lẹ đi. Lẹ. 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 Lẹ ơi. Lẹ. Mày đừng. Nó kìa. Lẹ lên. Lan! Lan ơi! Lan ơi! Lan! 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 Con đừng đi! Má xin lỗi con! Má sai rồi! Lan ơi! Đừng bỏ anh mà Lan! Con về đi! Con về với má đi con! Lan! Đừng bỏ anh mà Lan! Lan ơi! Má! Má! Con ơi! Má xin lỗi con! Má xin lỗi! Con đừng có giận má! Con hãy tha lỗi cho má! Con về với má đi! Con hãy cố gắng mang lại hạnh phúc cho con trai của má! Má! Là... Nè, chạy xuống đây, chú chạy xuống đây! Đi về con! Mình về xem! Trời. Ủa? Dạ. Quá tài trọng để tôi vô đây tôi nói. Nhất. Dạ. Nhất. Theo gì qua nhà ông nhậu có chuyện gấp. Nhanh lên. Đi. Trời ơi. Má như thằng Vũ. Tàn ác quá. Trời ơi. Ông nhậu ơi. Ông giết con Sen rồi. Ông giết con tôi rồi. Ông ơi.
Trời ơi, là lỗi tại tôi. Giờ bà không muốn chịu đến đập tôi cũng cam chịu. Gia đình nên bình tĩnh. Sai hiện giờ đang lẩn trốn và chúng tôi đã có kế hoạch bắt hắn. Bọn đàn em của hắn một vài tay bị sa lưới, và theo như lời khai thì Sai là một trong những tay chủ mưu trong những chuyến buôn hàng quốc cấm. Có thể hiện giờ hắn đã trốn sang Campuchia. Nó chưa đi đâu. Sao con biết? Ở xứ này á, tôi dành hết đất sống rồi. Mày, tao không ngờ mày đúng là thằng đáo để. Thôi mà, đừng có nóng. Muốn gì á thì qua Campuchia rồi tôi với anh giải quyết với nhau. À, còn chuyện này nữa, tôi sẽ đổi số điện thoại và liên lạc với anh. Vài bữa nữa tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ hẹn anh ở ngã ba sông, rồi chúng ta cùng chùa. Nhớ dắt theo con Sen nữa đó nha. Bây giờ mày cho nó gặp con Sương em tao. Sương à, tôi đâu có biết cổ đang ở đâu mà cho anh gặp. Đừng giấu tao. Tao biết giờ con Sương nó ở với mày. Mày nên nhớ một điều, tiền của tao cũng khó nuốt lắm. Thiệt tình á, là hiện giờ tôi không biết Sương ở đâu nữa. Còn tôi á thì trốn chui trốn nhủi như một con chó, mang theo đàn bà để thêm vướng bận à. Con Sương em tao mà có mệnh hệ gì, mày đừng có trách tao. Anh nói chuyện với ai vậy? Khi nào chú đi? Hết con trạng này, tôi về dòng quyết định ở trên cách đây ba hôm. Thăm thoát mà đã gần 5 năm. Một nhiệm kỳ. Tôi sẽ nhớ nơi này nhiều lắm. Khi nghe được tin này thực sự con rất là bất ngờ. Giả như chú ở lại địa phương này thêm vài năm nữa thì hay biết mấy. Chú không quyết định được. Ở trên phân công đi đâu thì chú đi đó thôi. Nhiệm sở mới của chú bây giờ ở đâu? Một xã vùng sâu thuộc U Minh Thượng. Cảm ơn cậu đã dành nhiều tình cảm cho tôi. Nhưng mà không sao, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Sao nè, vụ án thằng Mánh tới đâu rồi? Đã tìm được xác của thằng Mánh, đang chờ đợi khám nghiệm tử thi của huyện xuống. Chắc có lẽ ít phút nữa họ sẽ đến. Chào anh trưởng công an. Dạ em chào anh. Dạ thôi, anh ở đây nói chuyện với chú, em có việc phải đi. Dạ dạ con đi chú ơi. Chú ngồi đi. Cái máy trộn thức ăn á bị hư bật đạn, ngày mai tôi cho người tháo ra thay. Anh có rảnh á việc giùm tôi mấy cái đường xin dạy vốn. À đây. Tôi ghi địa chỉ cụ thể rồi đó. Rồi. Rảnh anh cho người xuống tìm hiểu các hộ này thêm. Tôi sẽ giải quyết liền. Uống trà. Chú Tùng, chú sắp chuyển công tác hả? Sao chuyện vậy chú không nói với con?
chị Súng hả? Ừ. Từ bữa đó tới nay con Sen có gọi về cho chị không? Không có. Tôi cũng trông từng giờ từng ngày mà cậu Vũ với cô Sen vẫn đặt vô âm tính vậy đó. Tội nghiệp cô Sen. Hôm trước á, cổ bưng nước cho má cậu Vũ. Không biết bà bực tức chuyện gì á mà bà bưng nguyên ly nước tạt vô mặt cô Sen. Ta nói cũng may á là nước do tôi pha, không có nóng nên cổ không có sao hết á. Trời ơi, con gái tôi. Chị, lúc này chị có thấy thằng Sảy hay đi tới nhà trển không? Lâu lắm rồi tôi không có thấy. À, mà có chuyện này tôi nghi lắm nha. Chuyện gì vậy chị? Hình như... mà không hình như gì hết trơn á. Chắc chắn là cậu Sảy đang cặp bồ với cô Sương nhà này á. Ờ, như vậy thì chị cho tôi gặp cô Sương liền được không? Không được, đi đâu mất tiêu mấy bữa nay rồi. Đi đâu? Đi đâu vậy chị? Tôi đâu có biết. Cái đêm mà cậu Vũ kéo cô Sương ra khỏi cái nhà này nè, tôi phát hiện trong phòng của cô Sương á, đồ đạc ngổn ngang mà không có ở trỏng. Có vẻ như là đi trốn á. Vậy là xảy ra chuyện gì lớn nữa phải không? Tôi cũng nghĩ vậy á. Lúc này hả, nhà cậu Vũ lộn xộn lắm. Ba má cậu Vũ thì đang gặp chuyện gì đó. Ngày hôm qua hai ông bà cố gắng liên lạc với cậu Vũ và cô Sương nhưng không có được. Tôi cảm ơn chị. Bây giờ tôi không biết tìm cậu Sơn ở đâu. Nếu có tin tức gì á, chị báo cho tôi biết liền nha. Tôi cũng xót ruột lắm, chị yên tâm đi. Tôi ở đợi nhà cậu Vũ á, năm nay cũng mười mấy năm rồi mà chưa lúc nào thấy nhà cậu Vũ lộn xộn như lúc này. Chắc ít bữa nữa tôi cũng xin nghỉ quá. Khoan đã, nếu chị thương tôi á, chị đừng có xin nghỉ. Chị ở lại thêm vài ngày nữa đi. Rồi được tin tức gì của con Sen á, chị nhắn cho tôi nghe. Nhớ đó, đừng có nghĩ gì chị. Dạ dạ. Hây, như vậy là chưa có tin tức gì của cô Sen hết. Tôi đã nói rồi, muốn biết con Sen ở đâu á thì cứ thọp cổ thằng Sảy khảo một trận là lòi ra liền hả? Nhưng mà bây giờ mà tìm thằng Sảy ở đâu? Cái thằng này á, chỉ có nước á là nhờ công an phát lệnh truy nã nó à. Sớm muộn gì cũng tới nước đó thôi. Tôi cũng bó tay rồi, không cách gì liên lạc được với hai đứa tụi nó ông ơi. Dạ thưa bà, sáng nay chưa đi chợ. Bữa nay khỏi đi chợ, ăn mì gói đi. Dạ mì gói ở nhà không có. Không có thì nhìn nói, chuyện nhỏ gì mà cũng hỏi nữa. Alo, Vũ hả con? Không phải. Tôi muốn nhắc cho bà nhớ, cá ăn kiến thì có ngày kiến cũng ăn cá. Mày là ai? Bà sẽ có thời gian dài ngồi gỡ lịch, hãy suy nghĩ đi để biết tôi là ai. Mẹ mày, đừng có hù tao. Người của mẹ Năm phải không? Con mẹ Năm. Thank you.